xưa, ở một làng nọ, có một con chàng tinh tàn ác đến chiếm miếu thần hoàng làm nơi ẩn trú và bắt dân làng ăn thịt. Quan quân đã nhiều lần đến diệt trừ nhưng đều thất bại. Nhà vua treo giải thưởng cho ai giết được chàng sẽ gả công chúa, nhưng ai đến cũng đều nộp mạng. Cuối cùng, người ta phải thương lượng cúng kiến gà vịt cho chàng mỗi ngày, và hàng năm phải rút thăm nộp cho nó một mạng người. Sao anh lại vào khu rừng này? Lúc nãy nếu tôi không đến đây kịp thì anh đã bị cọp ăn thịt mất rồi. Trời ơi, thiệt vậy hả? Khu rừng này rất nhiều thú dữ, anh không nên ở đây. Để tôi đi anh về làng. Về làng không được đâu. Sao vậy? Không sao cả, đơn giản là ta không thích chỗ đông người. Ta thích làm người rừng như anh vậy đó, một mình thôi. Không được đâu, sức anh không giật nổi một con mèo, làm sao chống chọi lại lũ cọp. Anh ở đây chỉ là mồi cho chúng thôi. Có người bên cạnh còn sợ gì nữa, người đuổi được cọp thì chắc chắn sẽ bảo vệ được ta. Nhưng anh nói là thích sống một mình mà. Ở giữa rừng này mà sống một mình thì cũng buồn thiệt. Chú em tên gì ạ? Tôi tên là Thạch Sanh. Vậy hả? Còn ta là Lý Thông. Chú em sống ở đây có một mình hả? Tôi mồ côi từ nhỏ. Tội nghiệp. Ê
Hay là ta kết nghĩa anh em đi. Kết nghĩa anh em là sao? Nghĩa là ta với chú cùng thề với trời đất, kể từ hôm nay mình sẽ là anh em, cùng sống chết có nhau, thương yêu đùm bọc lẫn nhau, có quả cùng chia, có phước thì cùng hưởng. Chứ em thấy làm sao? Mẹ ơi, mẹ, mở cửa cho con mẹ ơi. Mẹ. Ủa? Mẹ. Con đố mẹ đây là ai? Em con đó. Tụi con vừa kết nghĩa anh em. Nè, lại mẹ đi em. Dạ, con lại mẹ. Tên nó là Thạch Sanh. Nó mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống ở trong rừng cho tới bây giờ. Tình cờ gặp nhau trong rừng á, tự nhiên cái thấy thương, để cái kết nghĩa. Mẹ thấy nó dễ thương không? Dễ thương lắm. Đó, em thấy không? Mẹ vừa gặp em lần đầu là thương liền. Chắc kiếp trước là mẹ con. Mẹ, bữa nay mẹ phải nấu một bữa cơm thiệt là linh đình để mừng Thạch Sanh nhập gia của mình. Ừ, đúng rồi. Linh đình nhập gia. Còn em á, đi ra giếng tắm rửa cho sạch sẽ rồi vô ra mắt tổ tiên. Hả? Đi. Dạ thưa mẹ, con đi. Đó, cái giếng đó, tắm đi. Thả hồ tắm nước nhiều lắm. Nè, con định giở trò gì vậy hả? Tại sao con lại về đây? Con còn dắt thêm cái thằng người rừng để làm cái gì? Trời đất ơi, bộ con không sợ chăn ăn thịt sao? Nè, đi, trốn ngay lập tức, đi. Bộ con không nghe lời mẹ sao? Sợ quá, trốn liều. Chứ làm sao mà thoát khỏi nanh vuốt của chàng? Số của con nó vậy rồi, tối mai đành phải đi nộp mạng cho chàng thôi. Trời ơi, sao con ngu quá vậy? Đằng nào cũng chết, trốn đại đi, biết đâu được thoát thì sao? Hù mẹ chơi chút xíu cho vui thôi. Yên tâm, không cần phải trốn. Nè, tối mai đã có người nộp mạng thế cho con rồi. Thank you.
Thạch Sanh ơi là Thạch Sanh, mày đừng có trách anh mày làm gì. Tất cả cũng tại mày ngu quá thôi. Nó không ngu như con tưởng đâu. Tại nó ở tận rừng sâu, nó không biết chuyện của làng, cho nên nó mới đến miếu thần hoàng để thắp nhang thay cho con. Nếu nó biết chuyện, con đừng hòng gạt nó. Nè, dù sao nó cũng chết thay cho con, con lại thắp nhang tạ ơn nó nè. Ha. Anh ơi, mày ơi, mở cửa cho con. Ai mà giờ này kêu la sùm vậy? Anh ơi, mày ơi, mở cửa cho con. Thật xanh đi mà. Thạch Sanh ơi, con sống khôn thác thiên tha tội cho mẹ với anh con ơi. Ngày mai mẹ đi mua heo cúng con ơi. Thạch Sanh ơi là Thạch Sanh, em đã đi rồi thì em đi luôn đi. Em còn trở về đây nhát anh nhát mẹ làm gì? Ai sống chết cũng có số đó. Cái số em nó vậy rồi thì em ráng chịu đi. Em đừng có trách anh. Trời ơi Thạch Sanh ơi, đừng có nhát anh sợ lắm Thạch Sanh ơi. Ở nhà có chuyện gì vậy? Mở cửa cho con đi, ở ngoài này trời lạnh lắm. Trời ơi, trong này nó còn lạnh hơn ở ngoài nữa em ơi. Vô đây làm gì? Thôi, ráng đứng ở ngoài chút xíu đi. Mẹ ơi, mở cửa cho con đi, con sống đây mà. Mẹ ơi, mở cửa cho con đi. Anh ơi, mở cửa cho con đi. Mẹ ơi, Thạch Sanh đây mà, con còn sống đây mẹ ơi. Mà đâu? Mẹ ơi, mẹ mở cửa cho con đi. Mẹ, anh ơi, mở cửa đi. Đã mở cửa đi. Con mở cửa cho con đi. Mẹ mở cửa, để mẹ mở cửa. Mẹ mở cửa. Mẹ. Mẹ ơi. Mẹ sợ lắm, mẹ sợ lắm. Mẹ đừng sợ. Anh ơi. Vậy. Ghê quá. Ở đâu mà có cái đầu chằn này vậy? Ông biết thần quan đó. Trời ơi. Nào giờ đâu có cái chuyện này. Tự nhiên hôm nay chui vô miếu thần hoàng. Nào giờ đâu có. Con chằn này dữ thiệt, đánh mãi mà không diệt được nó. Cuối cùng con phải giả chết để nó tới gần mới chặt được đầu nó. Thôi chết rồi, anh quên. Con chằn này là của vua nuôi từ lâu. Mấy hôm nay vua cho nó vào miếu thần hoàng để tu luyện. Sao anh không nói em biết? Anh quên, bây giờ anh mới nhớ ra nè. Vậy bây giờ em phải làm sao? Em đã lỡ giết nó rồi, vua mà biết được thế nào vua cũng chém đầu em. Tội nghiệp cho em tôi. À, hay là bây giờ như vậy, nhân lúc trời chưa sáng em hãy chạy trốn đi. Em chạy tuốt vào trong rừng á. Còn mọi chuyện ngoài này để anh lo cho. À, đúng rồi đó con. Giết chằn của vua là tội lớn lắm đó. Trốn đi, con trốn đi đi. Đi đi. Còn mẹ và anh thì sao? Mẹ và anh đâu có liên quan gì. Em đừng có lo. Đâu có liên quan gì đâu. Nè, nghe anh dặn, em phải trốn sâu vào trong rừng, ở đó một thời gian. Khi nào thấy em rồi á, anh sẽ đi tìm em trở về đây. Nhớ, đừng có tự ý mà mò ra đây.
nguy hiểm lắm, biết chưa? Dạ, cảm ơn mẹ, cảm ơn anh. Nè 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 dạ. Em đem cái đầu đi đâu vậy? Em cầm cái đầu này đi ra, người ta sẽ phát hiện liền. Để lại đây cho anh. Sao còn đứng đó? Đi đi, đi liền đi, đi xa thiệt là xa. Không thể ngăn được. Có tin hay không thì đó cũng là sự thật rồi. Chính anh ta đã nằm đầu dòng tin cho vua, thì không có lý do gì mà nhà vua không gả công chúa cho anh ta được. Vậy mới tức chứ. Người thừa biết con chàng đó khỏe mạnh hung dữ tới cỡ nào. Với vỗ công thượng thẳng như ta, thiên hạ không ai chịu nổi một đòn đấm của ta. Vậy mà ta để thua con chàng đó, để nó cắn đứt một cánh tay của ta. Ta hỏi ngươi, cái thằng vô danh tiểu tốt đó, thân hình nhỏ thó như một con chuột nhắt, đứng bằng lỗ rúng ta nè, làm sao thò tay chém đứt đầu chặn được? Thưa tướng quân, biết đâu anh ta là kẻ sĩ phạm. Ta không tin. Được, ta sẽ quyết đấu với hắn một trận. Để xem võ công hắn siêu phàm tới cỡ nào. Tướng quân, tướng quân. Ê! Vậy thì làm sao chép chăng được, quả là có tài thật. Dạ, công chúa quá khen. Chỉ có một con chằng nhỏ bé như vậy mà từ bấy lâu nay không ai giết được hết. Rất tiếc là thần biết trễ, dạ xin công chúa tha tội. Trác sĩ ơi, trác sĩ có thể kể lại cho thiếp nghe về cuộc giao chiến giữa trác sĩ với con chằng không? Con chàng này có gì đâu mà phải giao chiến. Thần chỉ tiến vào hang, kêu nó ra, xong rồi nắm đầu nó, bức như là bức đầu dế đó. Hồi nhỏ thích đi đá dế lắm, bức đầu dế hoài, riết thì nó quen. Dễ dàng vậy sao tráng sĩ? Dạ, đối với thần, trên đời này không có chuyện gì mà nó khó khăn hết. Ông là ai? Thưa tráng sĩ, ngài đây là Lỗ tướng quân, là võ tướng của triều đình, đã nhiều lần giao chiến với chằng nên bị chằng cắn đứt một cánh tay. Thưa tướng quân, đây là tráng sĩ Lý Thông, chắc là ngài biết. Người nổi tiếng như tráng sĩ ai mà chẳng biết. Rất hân hạnh được diện kiến. Rất hân hạnh được làm quen với tướng quân. Tráng sĩ chém được đầu chằng, chắc là võ nghệ cao cường. Chẳng hay tráng sĩ có thể cho ta thọ giáo vài chiêu không? Thọ giáo hả? Hôm nay ta bận lắm, để bữa khác nghe. Tráng sĩ, xin mời. Ta bận thiệt mà. Hãy đỡ đòn của ta đây. Mời công chúa theo ta, đứng vào chỗ an toàn. Bây giờ
giờ ta phải có nhiệm vụ bảo vệ công chúa. Chàng yên tâm, nhưng mà không có sao. Nhưng mà ta có nhiệm vụ đó. Ta phải bảo vệ công chúa. Công chúa hãy tránh ra. Tráng sĩ tài quá. Công chúa! Công chúa! Hai người thiệt là vô tích sự. Ta ra lệnh cho hai người, nỗi trong 3 ngày phải tìm cho được công chúa về cung cho ta. Tâu bệ hạ, công chúa sắp làm vợ của tráng sĩ Lý Thông. Thần nghĩ trách nhiệm này phải thuộc về tráng sĩ à. Dạ dạ muôn tâu bệ hạ. Dạ nếu như tướng quân đây mà cứu được công chúa đem về, thần sẵn sàng nhường chức vị phò mã lại cho tướng công đây. Dạ xin bệ hạ hãy ra lệnh cho tướng công ngay. Hai người thiệt vô lễ, dám trốn tránh trách nhiệm trước mặt ta. Xin bệ hạ tha tội. Tâu bệ hạ, chúng thần sẽ liều mình để cứu công chúa. Tạch Sanh kìa, Tạch Sanh, anh tìm em muốn chết luôn. Có chuyện gì vậy? Mẹ có sao không? Không, mẹ không sao hết. Bà vẽ re à, anh đến đây để báo cho em một tin này. Sáng nay công chúa bị một con đại bàng cắp đi mất. Nếu mà em cứu được công chúa, nhà vua sẽ tha tội cho em, anh em mình sẽ được đoàn tụ. Cô gái đó là công chúa. Sao em biết? Sáng nay có con đại bàng bay ngang đây, cắp thêm một cô gái. Em có bắn một mũi tên. Rồi sao? Trúng không? Dạ trúng. Trúng đại bàng hay trúng công chúa ạ? Trúng đại bàng. Công chúa đâu? Nhưng con đại bàng chỉ bị thương thôi. Nó bay mất tiêu rồi. Thôi vậy cũng tốt rồi. Vậy là trời đã cứu anh em mình. Bây giờ mình phải lần theo vết máu, tìm cho bằng được nó, cứu công chúa đem về. Nhanh lên. Chắc chắn nó ở đây rồi. Trời ơi, hàng sâu quá. Ê, em leo xuống dưới đi, để anh ở trên này. Khi nào cứu được công chúa, em cột công chúa vào sợi dây thừng này, rồi anh kéo lên. Dạ được.
Cô là công chúa phải không? Ngươi là ai? Tôi là Thạch Sanh. Tôi tới đây để cứu công chúa. Có thật ngươi đến cứu ta không? Công chúa có sao không? Không, không, ta không sao cả. Ngươi tìm cách đưa ta ra khỏi hang này đi. Còn cô Đại Bàng đâu? Nó bị trúng tên của ai bắn, bị thương nặng lắm. Nó đang nằm ở trong kia kìa. Ngươi tìm cách đưa ta ra khỏi hang này đi. Xong chưa, thả dây xuống đi. Đợi anh một chút. Chàng ơi, xin chàng cứu đi. Cô là ai? Sao lại bị nhốt ở đây? Thiếp là công chúa con vua Thị Tề, lên trần gian du ngoạn, bị ác điểu bắt về đây đã 2 hôm. Xin chàng cứu thiếp, thiếp xin đội ơn chàng. Tôi không thể đưa cô ra khỏi hang này được.
khiến cái vỏ ốc này xin biết chàng. Chàng hãy thổi nó và nghĩ tới người mình yêu thương nhất. Người đó sẽ tới cứu chàng. Tỉnh lại rồi. Bệ hạ ơi, công chúa tỉnh lại rồi. Phụ vương ơi, mẫu hậu ơi. Công chúa, hình như có ai gọi con. Tiếng gọi nghe tha thiết lắm. Ta chứ ai? Chính ta gọi nàng chứ ai? Lý Thông của nàng nè. Không, không phải ngươi. Ta nghe tiếng gọi từ đáy lòng của một chàng trai. Bộ ta không phải anh trai à? Chàng trai đó không có ở đây. Kìa, phụ vương ơi, chàng đang gặp nạn, con phải đi cứu công chàng. Chúa, công chúa, con đang bệnh nặng mà, không được đi đâu hết. Con không có bệnh con gì hết. Con đang bệnh nặng mà. Không, con không có bệnh gì hết. Đó, bệ hạ có nghe không? Công chúa nói là công chúa không có bệnh gì hết. Như vậy là lễ cưới sẽ tiến hành theo đúng dự định, phải không bệ hạ? Cầm ngay. Sao Khanh nôn nóng quá vậy? Khanh mà còn nhắc lại chuyện cưới hỏi, trẫm sẽ rút lại lời hứa ngay tức khắc. Phụ vương, phụ vương hãy tin con đi, chàng đang gặp nạn. Phụ vương cho con đi cứu chàng. Con năn nỉ phụ vương. Phụ vương, không được, không được. Tội nghiệp, công chúa còn chưa dứt bệnh, không được tỉnh táo. Phụ vương, con không bệnh gì hết. Phụ vương ơi, phụ vương giúp con đi phụ vương. Con năn nỉ phụ vương, hãy cứu chàng phụ vương ơi, nếu không con sẽ chết. Mẫu hậu. Kìa, công chúa. Bệ hạ, hay là ta chiều con một lần đi. Thiếp có linh cảm lời nói của công chúa là có thật đó bệ hạ. Thôi được, ta chiều ý con. Mẫu hậu. Công chúa. Lý Thâu. Dạ có thần. Khanh hãy hậu tống công chúa và tìm người công chúa cần gặp. Dạ không được đâu bệ hạ, công chúa còn đang bệnh, đi ra ngoài lỡ gió mái nhập vô là chết. Ủa, sao hồi nãy Khanh nói với ta là công chúa đã khỏe mạnh rồi? Hồi nãy thì khỏe, nhưng bây giờ thần thấy sắc mặt của công chúa xanh xao quá. Công chúa còn bệnh nặng lắm phải không công chúa? Công chúa nghỉ đi công chúa. Ta không có bệnh mà. Bệ hạ. Thôi. Nếu người không đi thì tướng quân. Dạ. Khanh hãy hậu tống công chúa và tìm người công chúa cần gặp. Xin tuân lệnh. Không thể được. Mẹ yên tâm đi, con chắc chắn là nó đã chết. Nếu nó không chết thì sao? Sao không chết? Con cắt dây mà. Con cắt dây, nó rớt từ trên cao xuống, không gãy cổ á thì nó cũng chết đói à? Không, mẹ có linh tính là nó chưa chết. Vậy rồi sao? Mẹ đã có cách. Mình phải đi trước một bước. Ha 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 ha!
Quân đâu? Dạ, bắt mẹ con chúng nó. Dạ. Lại quan. Xin tướng quân hãy vì Thạch Sanh mà tha cho họ. Dù sao họ cũng là mẹ và anh em kết nghĩa của Thạch Sanh. Lại quan tha thôi quan. Tha họ ra. Sau khi được thả ra, mẹ con Lý Thông hối hả chạy về nhà, nhưng nửa đường thì bị sét đánh chết. Còn Thạch Sanh được vua gả công chúa và phong làm phò mã.